Và nguyên nhân dẫn tới sụi mủ thì nó có ba nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta đi chỉ số đạm cho cây, chỉ số đạm nó cao. Cái thứ hai nữa là ẩm độ cao, ẩm độ trong vườn cao. À bà con ha, ẩm độ cao. Và cái thứ ba là do nấm khuẩn nữa. Thì này là một cái vết xì mủ trên cái cây mít ruột đỏ của mình đó quý bà con. Và vườn này bị nhiều vết ruột đỏ này, hôm nay cũng năm thứ ba rồi, mà do là chú năm chỉ có chú thiết kế là trồng cũng thưa nên là nhìn cái cây nó khá là lực bà con. Năm rồi cũng thu được mấy trăm triệu. Tuy nhiên thì có một số cái sai lầm mà dẫn tới cái hậu quả là cây nó bị xì mủ về nhiều, nó xì mủ cũng gần giáp vườn á. Thì giờ Hằng Anh cũng sẽ chia sẻ với quý bà con chúng ta cái lý do tại sao xì mủ ở cây mít á. Thì đây là cái dạng chớm nhẹ thì nó sẽ có cục giống như là cục bạch nha, giống như cái kẹo kéo hồi xưa của mình ăn vậy đó. Thì đây là xì mủ nhẹ thôi, còn xì mủ mà nó nặng á, để Hằng Anh kiếm cây nào nó nặng, để chị đi kiếm cây nào nó nặng cho quý bà con chúng ta xem. Nặng là nó sẽ sọp cái da vô luôn quý bà con. Còn này là xì mủ này thì nó cũng còn nhẹ thôi, chưa nặng lắm. Thường á, là cái xì mủ á, nó sẽ xuất hiện ở trên vườn của mình ở trong cái giai đoạn mà cây đang mang trái hoặc là cây vừa thu hoạch xong. Thì lúc đó là cây của mình nó yếu sức nhất, là nếu mà quản lý nấm khuẩn không kỹ nữa là coi như là xì mủ nhiều luôn. Bên này nè, bên này xì mủ mấy vết lượt luôn. Nó xì rồi nó sẽ làm mềm cái da và nó lây nha bà con nha. Nó lây ghê lắm. Và nguyên nhân dẫn tới xì mủ thì nó có ba nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta đi chỉ số đạm cho cây, chỉ số đạm nó cao. Cái thứ hai nữa là ẩm độ cao, ẩm độ trong vườn cao. À bà con ha, ẩm độ cao. Và cái thứ ba là do nấm khuẩn nữa. Thì ba cái yếu tố đó kết hợp với nhau thì nó sẽ dẫn tới cái vụ mà xì cái mủ ra bên ngoài. Bà con thấy nó cục bài kẹo bạch nha, nó cứ lắc lắc vậy là mình thấy mình run sợ tới rồi. Và hậu quả là nó sẽ làm suy yếu sức của cây, hậu quả nó làm chết cây nếu mà chúng ta không có biết cách trị. Xì mủ mà cỡ này thì chúng ta còn trị được nè. Nếu mà xì mủ nó chảy nước mà nó rộp da luôn á, thì cái tế bào cái phía bên đó chúng ta chỉ ngăn lại thôi chứ ta không có phục hồi được, giống như là cái với cây sầu riêng nha. Cái mô của cây sầu riêng thì cái mô tế bào của cây sầu riêng á thì nó có khả năng làm lành, kéo da non giống như cơ thể người của mình. Nhưng riêng đối với cây mít á, đối với cái việc xì mủ nó chết tế bào da chỗ đó rồi, coi như là cái mao mạch chỗ đó và cái mạch gỗ chỗ đó là chết luôn, chứ nó không có thể phục hồi được. Nên quý bà con chúng ta lưu ý nha, ở cây mít nó cái quá trình sinh lý của nó khác với cây sầu riêng. Vậy thì nếu trong trường hợp mà bà con chúng ta thấy ba cái yếu tố dẫn tới xì mủ, thứ nhất là đi chỉ số NPK quá cao, cụ thể là vườn của chú là đi 30-10-10 lúc còn nhỏ, và cái lúc nuôi trái thì đi chỉ số ba số bằng nhau 17-17-17, và dẫn tới là cây nó bị thiếu cái thằng vitamin khoáng chất, mà ngược lại lại dư cái chỉ số đạm và đa lượng, dẫn tới là cây nó bị ức quá và nó xì. Và chú cũng mới thu hoạch xong và cũng đang dọn rửa vườn, và bây giờ là chú đang trong quá trình tiến hành gọi là tưới thần sấm ở dưới gốc, vừa tưới thần sấm dưới gốc hôm qua để ngăn ngừa cái tiến trùng và những cái nấm khuẩn có hại ở dưới gốc. Và bây giờ thì Hằng Anh sẽ đưa cho chú một cái liều gọi là cái liều dùng để cho cái việc mà ngăn ngừa cái gì xì mủ và rửa toàn cái vườn sau khi thu hoạch xong. Và sau đó là Hằng Anh sẽ bắt đầu tiến hành gọi là quá trình gọi là đi vào rồi quá trình làm bông cho cái vườn mít ruột đỏ của mình luôn, để cho kịp bán giá cao vào tháng 8 và tháng 9 nha bà con nhé. Vậy thì ở đây Hằng Anh có chuẩn bị cho quý bà con chúng ta một cái sản phẩm, đó là sản phẩm áo giáp đồng. Sản phẩm áo giáp đồng này chạy trên nền hữu cơ nên Hằng Anh có ghi vô cái chữ là áo giáp đồng Organic Master. Cái sản phẩm ở trên đây thì nó có chữ Willow Farm nha bà con, và nhân dạng của nó là màu đỏ. Một cái chuyên gia chuyên rửa vườn, tẩy rong rêu và ngăn ngừa xì mủ cũng như trị những cái vết xì mủ nha quý bà con nhé. Vậy thì ở đây nó có riêng với cái liều áo giáp đồng là con sẽ hướng dẫn cho chú là hai việc, ba việc luôn. Áo giáp đồng đây chúng ta sẽ sử dụng ba việc luôn. Việc thứ nhất là chúng ta quét vào cái vết xì mủ này. Cái vết xì mủ này bây giờ mình lấy một cái dao nhỏ bà con cạo cạo cho nó hơi tróc tróc cái da ra xíu. Rồi bà con chúng ta sẽ sử dụng cái áo giáp đồng. Ôi ôi, mấy anh càng dặn cứng dữ à. Không mở nổi bà con ơi, con sợ đổ á. À đây, trời ơi, chặn cứng dữ à. Đây là dung dịch áo giáp đồng, thì bà con chúng ta sẽ thấy là nó rất là kẹo, dung dịch gel trong
kẹo, hàm lượng đồng từ 55 tới 60.000 ppm nha quý bà con nha. Và trong này nó còn có thêm trung vi lượng và cả cái thằng lân hai chiều nữa, và lân hai chiều và chitosan. Chitosan là một loại vaccine cho thực vật. Lân hai chiều thì nó có tác dụng là ngăn ngừa nấm khuẩn kết hợp với đồng, và đồng thời á, là bà con biết không, là nó thêm cái thằng lân sau khi mà nó trị bệnh xong nó sẽ trở thành một cái nguồn dinh dưỡng cho cây luôn. Nên trong cái giáp đồng nó rất là lợi hại, mà nhiều quý bà con chúng ta đã sử dụng và có kết quả rất là ok. Thì đối với cái việc mà bớt xì mũ này, chúng ta cạo xong thì chúng ta sẽ pha một lít áo giáp đồng này kết hợp với một lít nước gọi là dạng đậm đặc cô đặc á, thì bà con chúng ta sẽ lấy cây chổi chúng ta quét từ dưới lên trên, cái chổi quét sơn á bà con, cái cơ quét cọ quét sơn á, chúng ta quét từ dưới lên trên và rộng ra hơn so với cái vết xì mũ một chút xíu. Và chúng ta sẽ quét tầm 2-3 ngày một lần để chúng ta giúp cho cái vết này nó bị cô lập và nó khô lại, nó không có bị phát tán, nó không bị lây lan trong vườn nữa nha bà con nhé. Đối với những vết xì mũ thì bà con chúng ta chịu khó đi và chúng ta quét như thế này giúp cho Hoàng Anh. Rồi, đối với cái rong rêu này thì chúng ta chỉ có làm một lần và xong nè. Bà con có để ý không, cái hàng chính giữa này là cái gốc cây nó bị rong rêu nhiều hơn so với những cái hàng hai bên. Tại vì cái đường nước của chú Năm đi nó chưa có đồng bộ trong vườn lắm. Là chú Năm đi một cái đường nước chính giữa, như vậy thì khi mà chú Năm tưới đủ nước cái cây hàng chính giữa đó thì hai cái hàng hai bên nó lại bị thiếu nước. Mà hai cái bàn hai bên thì số lượng cây nó nhiều hơn, nên thành ra là chú Năm muốn là phủ hết toàn vườn và chú Năm muốn cho ướt hai hàng hai bên cho đủ nước luôn. Thì khi đó cái hàng cây mít chính giữa nó lại bị dư nước. Và nó bị dư nước thì bà con thấy cái tầm ngang của cái ống nước nó xoay thì nó tầm ngang này nè, nên nó bị rong rêu rất là nhiều. Và rong rêu thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái cây hết, nhưng nó sẽ rất là dễ làm ẩm độ của cây nó cao và dẫn tới nước thân xì mũ nha quý bà con nha. Nên chúng ta cần phải cả cây sầu riêng và cây mít là chúng ta cần phải lưu ý cái vụ mà rong rêu bám ở trên cái thân như vậy, gọi là rong rêu phủ đời trai. Vậy khi chúng ta sử dụng áo giáp đồng, chúng ta sẽ sử dụng 1 lít áo giáp đồng này chúng ta cộng với lại 200 lít nước. Bình thường công thức sầu riêng hoặc là những cái vết rong rêu nào mà nó dày quá đó bà con, và nó cây nó lâu năm, thì Hằng Anh sẽ cho 1 lít áo giáp đồng cộng với 100 lít nước và phun từ cái lớp rong rêu từ khoảng 1 mét trở lại thôi. Chúng ta không có phun cái liều đậm đặc của áo giáp đồng hữu cơ đó lên lá nha bà con, nó sẽ gây rụng lá nha. Nó chỉ chuyên đặc trị rong rêu ha, bà con lưu ý nha. 1 lít áo giáp đồng đối với trường hợp cây trên màn hình bà con đang thấy là cộng với 200 lít nước giúp dù Hằng Anh, và phun từ cái ngặt này đổ xuống thôi nha, phun từ cái ngặt này đổ xuống chứ không có phun lên trên lá, không có phun những cái vị trí mà không có rong rêu. Thì chỉ cần một lần phun là bà con chúng ta sẽ thấy cái rêu nó sẽ bị khô lại và nó sẽ bong ra. À, con chào chú. Rồi, đó là cái thứ hai, vấn đề thứ hai của vườn. Cái vấn đề thứ ba của vườn là gì? Chú nên rửa hết toàn vườn, tại vì ngoài những cái vết mà nó đã xì mũ ra thì bên này là thư, bên này sẽ có những cái nó hơi chớm nè em. Nhiều lắm. Đây, những cái này nó hơi chớm nè, em thấy không? Đó, dưới này nè. Đây, em cầm lên này cho đỡ mỏi tay. Thì là, em chào anh. Thì vậy là bây giờ thay vì chúng ta phải quét những cái vết mới này, thì bây giờ Hằng Anh sẽ chỉ với quý bà con chúng ta công thức rửa vườn sau khi thu hoạch xong. Là 1 lít áo giáp đồng này quý bà con chúng ta cộng với 600 lít nước. Đối với cái vườn mà sức khỏe đang nó cũng còn tốt như vườn này nè, thì bà con 1 lít áo giáp đồng hữu cơ cộng với 600 lít nước, bà con phun phủ nguyên vườn, phun tán trong tán ngoài luôn giúp dùm Hằng Anh là được nha. Nhớ giúp dùm Hằng Anh cái công thức ha. Nãy giờ áo giáp đồng nó trị, nó chữa trị nước thân xì mũ nè, rong rêu và rửa vườn theo ba công thức khác nhau. Vì đây là sản phẩm đặc trị nên là bà con chúng ta, Hằng Anh chỉ rất kỹ trong video này, cũng như là mỗi một vườn sẽ được thiết kế công thức riêng, nên bà con chúng ta nhớ là các bạn chuyên viên sẽ chỉ kỹ càng cho quý bà con chúng ta nha. Rồi, đối với vết nước thân xì mũ thì 1 lít áo giáp đồng chúng ta cộng với 200 lít cộng với 100 lít nước và chúng ta quét trực tiếp lên cái vết thương này tầm khoảng 2-3 ngày một lần cho tới khi nào chúng ta thấy cái vết xì này nó không còn u xì ra nữa. Đối với cái rong rêu này thì 1 lít áo giáp đồng cộng với 200 lít nước chúng ta phun ở những vị trí có rong rêu trở xuống thôi chứ không có phun lên lá, và phun một lần. Và áo giáp đồng 1 lít này cộng với 600 lít nước chúng ta phun phủ hết nguyên vườn để rửa tẩy rong rêu và ngăn ngừa cái vụ xì mũ ở những cái vết nó chớm mới. Coi như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái thần sấm diệt tiến trùng, thì nó đã xử lý cái tiến trùng ở dưới gốc rồi phải không? Đây, hồi nãy chú đã chưa tưới cái này rồi
Nãy chú đã tưới cái thằng sấm diệt tiến trùng này. Đây là công thức lân hai chiều kết hợp với kali hữu hiệu. Nó sẽ có tác dụng là tiêu diệt nấm khuẩn và những cái con tiến trùng có ở dưới đất, trả lại một cái môi trường trong sạch cho đất. Và đặc biệt là nó sẽ ngừa luôn cái bệnh gọi là thối cuốn thối trái ở mít thái và mít ruột đỏ luôn nha quý bà con nha. Nên trước khi làm bông hoặc sau khi thu hoạch, bà con chúng ta phải tưới ngay lại cái cử thần sấm này giúp dù Hoàng Anh nha. 1 lít thần sấm chúng ta cộng với 800 lít nước rất là tiết kiệm chi phí luôn, nhớ giúp Hoàng Anh nhé. Còn áo giáp đồng thì nãy giờ đối với vườn để rửa vườn, ngăn ngừa xì mũ và tẩy rong rêu, Hoàng Anh cũng vừa chia sẻ với bà con chúng ta trong video này rồi. Bà con chúng ta lưu ý áp dụng giúp dù Hoàng Anh. Còn nếu không thì sẽ rất là dễ dẫn tới cái cây của mình nó sẽ đi về nơi xa nếu mà chúng ta không quan tâm nó. Còn nguyên nhân gây ra sùi mũ là dư đạm, nấm khuẩn nhiều và ẩm độ cao thì chúng ta sẽ khắc phục cái việc này. Như là dư đạm thì chúng ta phải thay đổi cái nguồn dinh dưỡng cho cây ở chỉ số đạm cân bằng và dinh dưỡng đầy đủ hơn. Như là cái xô nuôi trái mít này nè, từ khi mà chú Năm biết Willow Farm thì chú chuyển qua chú xài bộ xô và chú dần dần chú bỏ cái phân hóa học đi. Nên là hiện hạ trạng bây giờ cũng không còn xì nhiều nữa, Rồi cái tiếp theo nữa là gì? Ẩm độ cao quá thì chúng ta canh cái lượng nước tưới lại nha. Còn nãy có hỏi chú là chú hệ thống tưới nước này chú có xử lý lại được không thì chú nói thôi để vậy đi con ơi. Rồi tiếp theo nữa là xử lý nấm khuẩn thường xuyên định kỳ cho vườn thì bà con chúng ta sẽ có công thức gọi là xử lý nấm khuẩn dạng sinh học phổ rộng, đó là siêu giáp nè quý bà con. Cái chai này là cái chai gọi là được mưa lời khen từ quý bà con. Mỗi lần mua là quý bà con mình mua một lần là mấy thùng luôn quý bà con, đối với vườn lớn và mua đi mua lại rất là nhiều. Một sản phẩm được quý bà con chúng ta rất yêu thích và được phổ rộng ở trong nông dân của chúng ta với giá vô cùng hợp lý luôn. Một chai một lít siêu áo giáp này chúng ta cộng với lại 400 lít nước chúng ta xịt nấm khuẩn định kỳ. Và đặc biệt là những cái vườn đang làm bông làm trái thì phải trữ thằng siêu áo giáp này. Mít nó hay bị sơ đen á, cái khúc mà từ lúc nuôi bông tới lúc sổ nhị á, nên bà con chúng ta cần phải có công thức áp dụng vừa trị nấm khuẩn cho vườn và vừa trị sơ đen bằng siêu áo giáp luôn nha. Thì trong cái video này hôm nay thì Hoàng Anh chia sẻ về cái bộ sản phẩm trị nấm bệnh của Willow Farm. Đây là những cái loại thuốc, hai cái loại nấm khuẩn là thần sấm với siêu áo giáp. Thì hai cái loại này á, là cái loại dễ sử dụng, không có kê toa, gọi là loại thuốc phổ rộng. Còn cái thằng áo giáp đồng là một cái loại thuốc có kê toa, nên quý bà con chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, bà con chúng ta cần phải kết nối với chuyên viên ở văn phòng, họ được trang bị kiến thức đầy đủ thực tế để mà có thể tư vấn vườn cho quý bà con chúng ta yên tâm. Áo giáp đồng là một loại thuốc đặc trị kê toa, nên bà con chúng ta xài là bà con chúng ta phải kết nối với Willow Farm nha. Hoàng Anh rất là kỹ trong cái việc này nên bà con cũng kỹ giúp dùm Hoàng Anh ha. Những sản phẩm này Hoàng Anh đều có giao hàng online tới cho quý bà con chúng ta hết, và hành trình này thì Hoàng Anh cũng có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho quý bà con chúng ta, nên là bà con chúng ta có vườn, bà con chúng ta mạnh dạn đăng ký để mà Hoàng Anh có thể đến từng vườn, thăm từng người và giúp cho quý bà con chúng ta có một khu vườn trái sum suê và bán được giá cao như quý bà con nhé. Hoàng Anh cảm ơn và hẹn gặp lại.